đôi đũa lệch siêu đẹp đôi trong showbiz khiến dân tình phải phát ghen. Thứ nhất, Vương Tổ Lam, Lý Ái Nam. Cặp đôi MC Vương Tổ Lam và bà xã Á Hậu Lý Ái Nam là một trong những cặp đôi đũa lệch tiêu biểu của làng giải trí Hoa ngữ. Hai vợ chồng ngôi sao chứng minh tình yêu vượt qua mọi chênh lệch về chiều cao, dù chàng chỉ đứng tới vai nàng. Được mệnh danh là vua lùn, Vương Tổ Lam chỉ cao 1m58. Anh được yêu mến bởi tài năng dẫn chương trình khéo léo và hài hước. Bà xã của Vương Tổ Lam là Lý Ái Nam, không những xinh đẹp mà còn sở hữu chiều cao vượt trội là 1m75. Từ năm 2015 đến nay, cặp đôi chung sống hạnh phúc, cả hai thường xuyên chia sẻ ảnh đi nghỉ dưỡng, có cuộc sống bình yên và thư thái. Mặc những lời thị phi, cặp vợ chồng này chứng minh tình yêu bằng những bộ ảnh lãng mạn trong dịp kỷ niệm ngày cưới. Thứ hai, Trần Tử Đan, Uông Thi Thi. Siêu sao phim hành động Trung Quốc Trần Tử Đan được khen ngợi về vẻ nam tính nhưng lại bị lép vế về chiều cao so với bà xã xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu. Trần Tử Đan và bà xã Uông Thi Thi là một trong những cặp đôi được nể phục trong làng giải trí Hoa ngữ cả về tài và sắc. Dù đã chung chân xuống nhưng Uông Thi Thi vẫn cao hơn hẳn ông xã. Ngay cả khi ngồi, Uông Thi Thi vẫn không giấu được sự chênh lệch về chiều cao so với Trần Tử Đan. Thứ ba, Lưu Đào, Vương Kha. Lưu Đào và ông xã Vương Kha chênh nhau chiều cao là 5cm. Khi nữ diễn viên đi giày cao gót, sự chênh lệch này càng thể hiện rõ. Lưu Đào được mệnh danh là người vợ tào khang thời hiện đại. Thời điểm ông xã xa cơ, cô vẫn bên chồng trong lúc khó khăn. Những tưởng Lưu Đào sẽ có cuộc sống xa hoa, nhưng khi sóng gió đến với gia đình, cô chấp nhận một năm đóng tới 10 phim để trang trải chi tiêu cho cả nhà. Thứ tư, Kỷ Lăng Trần, Hám Thanh Tử. Kỷ Lăng Trần và Hám Thanh Tử cũng là cặp đôi khá chênh lệch về chiều cao. Kỷ Lăng Trần là một ngôi sao nam có tướng tá phong trần, anh là người mẫu được khen ngợi có gương mặt lạnh lùng góc cạnh. Trong khi đó, cô bạn gái của Kỷ Lăng Trần là Hám Thanh Tử từng gây tranh cãi vì vai Hân Vinh Cách Cách trong phim truyền hình Tân Hoàn Châu Cách Cách do vai diễn người thứ ba cùng cảnh động phòng gây tranh cãi. Thứ năm, Lâm Chí Dĩnh, Trần Nhược Nghi. Lâm Chí Dĩnh và bà xã Trần Nhược Nghi có khoảng cách chênh lệch chiều cao chồng thấp hơn vợ 4cm. Anh đây thường chụp ngoài sân bay cho thấy rõ chênh lệch chiều cao của Lâm Chí Dĩnh so với bà xã. We'll be right back.